Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 26 tháng 2 cho rằng nguy cơ đối với cộng đồng do virus cúm gia cầm H5N1 ở Campuchia vẫn ở mức thấp, dù nước này đã phát hiện 2 ca bệnh gần đây. Theo tuyên bố của WHO, dựa trên những bằng chứng cho đến nay, virus không dễ dàng lây nhiễm sang người và việc lây lan từ người sang người dường như là điều bất thường. Theo đó, dựa trên những thông tin sẵn có, WHO đánh giá nguy cơ virus lây lan ra cộng đồng ở mức thấp. Đại diện WHO tại Campuchia đã đánh giá cao việc quốc gia Đông Nam Á này phản ứng nhanh chóng trước sự bùng phát cúm gia cầm H5N1. Theo bà, việc phát hiện sớm và phản ứng nhanh chóng rất quan trọng để bảo vệ nước này và thế giới trước cúm gia cầm H5N1. Tuần trước, Campuchia đã xác nhận 2 trường hợp mắc cúm gia cầm H5N1 đầu tiên kể từ năm 2014. Ca thứ nhất là bé gái 11 tuổi ở tỉnh Prey Vang, tử vong hôm 22 tháng 2 vừa qua. Ca thứ hai là bố của bé gái này, 49 tuổi, có kết quả dương tính một ngày sau đó và được cách ly, điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, Quốc vụ Khanh Bộ Y tế Campuchia cho biết hiện người cha cùng những người khác có tiếp xúc với các ca bệnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus H5N1. Theo Bộ Y tế Campuchia, từ năm 2005 đến nay, có 58 ca nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 ở người tại nước này, trong đó 38 trường hợp tử vong. WHO cho biết, cúm gia cầm H5N1 thường lây lan giữa gia cầm bị mắc bệnh, tuy nhiên đôi khi cũng có thể lây lan từ gia cầm sang người.